Xin chào quý anh em nha. Hôm nay mình có cun lên 20 con nè. Cun này mình đào ở huyện Cư Mường Nga, ở Ea Tó nha cả nhà. Từ Quảng Hiệp đi lên á. Đó. Già chắc luôn. Cun này gần 20 năm tuổi rồi cả nhà mình ơi. Rất là chắc. Chuẩn bị vào cái bể này. Đó. Thật là vào bình 73 lít cũng ok. Nhìn là biết. Thấy so với cổ tay mà này. Thấy chưa? À, củ rất là to. Giá yêu thương thôi cả nhà. Anh chị em nào có nhu cầu về củ Đinh Lan, xin liên hệ với em Huy, Đinh Lan Đăng Nguyên. Số điện thoại 0935 029 429. Mượn anh livestream này. Chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều.